Rồi chào cả nhà, giới thiệu cả nhà cái mẫu khung huy chương mới bên shop á. Cái mẫu này thì kích thước của nó là 40-40 lọt lòng và kích thước phụ bì của nó là 43-43. Thì cái mẫu này có thể lắp được nhiều cái huy chương và có thể lắp đặt dễ dàng tại nhà. Cả nhà có thể đặt về và tự lắp đặt. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cả nhà cái cách lắp đặt cái khung huy chương này. Rồi đây là cái khung huy chương khi về nó sẽ như thế này cả nhà mình ha. Đầu tiên thì anh chị thấy giùm em cái khuy đen này ra, dỡ khuy đen này lên để mình lấy từng bộ phận ra mình tra cái huy chương vào. Rồi bước đầu tiên thì mình tháo khuy đen và mình dỡ cái lớp phần hậu ra. Thứ hai của nó là sẽ là một lớp giấy ha, giấy bìa ha, giấy bìa này sẽ dùng để cố định cái huy chương lên trên cái phạm vi này. Bên trong của cái khung này sẽ có một lớp khung nhỏ nữa, kích thước này là 43-43 cả nhà ha, 43-43 luôn khung, và ở trong bìa họ của nó là 40-40. Mình sẽ lấy cái khung này ra mình đỡ lên cái miếng bìa này để mình chia huy chương trong phạm vi hiển thị này ha. Rồi về mình sẽ dụng cụ về mình sẽ có đầy đủ mấy cái tên kia hai mặt loại giày này ha. Đấy, bây giờ mình sẽ cố định huy chương vào này. Trước khi cố định thì mình sẽ sắp và mình chia đều lên. Rồi mình sẽ dùng bên kia hai mặt này mình dán phía sau của cái huy chương ha. Tiến hành cố định từng cái mẫu huy chương vào. Các mẫu còn lại thì ta tiến hành làm giống như thế thôi cả nhà ha. Rồi anh chị lưu ý là có những cái huy chương nó có hai mặt ha, thì anh chị lưu ý cái sợi dây mặt trước và mặt sau ha. Mình sẽ luôn luôn là đỡ cái mặt trước cái sợi dây này lên, nó căng lên như thế này. Mình vui tìm mặt trước của cái sợi dây đó. Để khi mà ta kéo cái sợi dây lên nó sẽ đẹp hơn so với cái mặt sau ha. Rồi sau khi mà dùng bên kia hai mặt ta cố định các huy chương lại thì bước tiếp theo ta sẽ luồn cái sợi dây này qua mấy cái rãnh này ha. Ở trên này nó sẽ có cái rãnh này. Đấy, và ở dưới này cũng sẽ có cái đảm, mình sẽ luồn cái sợi dây này qua phía sau để mình cố định sợi dây lại. Bây giờ mình sẽ lấy cái khung này ra trước. Cái nhà lưu ý khi mà kéo sợi dây căng lên thì mình đỡ nó đừng bị rối ha. Mình luồn qua. Rồi sau khi đã luồn các sợi dây ba cái đảnh rồi thì ta tiến hành ta dỡ mặt sau lại ha. Bóc mặt sau lại và ta bắt đầu ta dán mấy cái sợi dây này lại. Khi mà dán cái sợi dây này anh em cả nhà mình nhớ kéo căng cái sợi dây lên ha. Nó mới đẹp được. Rồi ta tiến hành ta dán lại thôi. Băng keo thì mình bên shop vẫn cho băng keo đầy đủ về cả nhà dán giống như này ha, các phụ kiện đi kèm theo thì nó sẽ có đầy đủ hết. Rồi sau khi cố định cái phần giấy thừa này là hết rồi thì ta tiến hành bước cuối cùng là ta tre lại bộ khung ha. Rồi, miếng đầu tiên ở trong cái khung này sẽ là một miếng mica ha. Tiếp theo cả nhà bỏ cái miếng giấy che khuyết điểm này ha. Đây. Và một lớp giấy bao viền này vào. Sau đó là tới một lớp khung. Và tiếp theo là ta bỏ cái phần huy chương này lên. Phần huy chương này cả nhà chú ý khi mà dỡ lên á thì khi mà ta cố định huy chương vào rồi á thì nó sẽ rất là nặng và cả nhà nó dỡ gãy, nên cả nhà lưu ý là cầm hai bên ha. Đấy, giống như nó nằm như thế này thì cả nhà cầm hai bên và từ từ ta đưa lên ha. Rồi giờ ta bắt đầu ta đưa vào khung. Tiếp theo ta bỏ cái lớp bìa ván này vào và cuối cùng là ta sẽ ra cái khuy đen lại. Đó, ta để khuy đen này lại là xong thành phẩm.